Xin chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh Tin tức mới 365. Ngày hôm nay, ban biên tập chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những bản tin nóng hổi gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Lựa chọn cán bộ Ban chấp hành Trung ương khóa 14, bài học từ vụ Việt Á. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc và muốn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Người cũng chỉ rõ vị trí vai trò của cán bộ trong bộ máy nhà nước. Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân. Nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được. Bất cứ đường lối chính sách nào, nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Ngược lại, không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng ta luôn xác định cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ. Công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Nếu bạn đồng tình với quan điểm này, để lại số 1 dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi nhé. Ngay bây giờ đến với nội dung chính hôm nay. Theo thông tin mới nhất ngày 15 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long và 11 bị cáo trong vụ kit test Việt Á. Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán do thẩm phán Phạm Văn Tuyển làm chủ tọa, hơn 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Trước đó, ngày 12 tháng 1, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố bản án đối với 38 bị cáo trong vụ Việt Á. Những bản án nghiêm khắc đã đưa được ra đối với từng bị cáo, tương ứng với những sai phạm nghiêm trọng. Công tác điều tra kết luận được tiến hành khách quan, cần cẩn trọng cùng những việc xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội được nhân dân đồng tình ủng hộ. Theo phán quyết của công tố, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long nhận bản án 18 năm tù do nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh nhận bản án 3 năm tù. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị tuyên 5 năm tù và Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Việt Á 29 năm tù. Các bị cáo khác trong vụ án được tuyên án với mức từ 3 năm cho đến 14 năm tù. Đại án kit test Việt Á được đánh giá là vụ việc điển hình của lợi ích nhóm, tham nhũng có hệ thống, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, trong quá trình thực hiện, các bị cáo tại Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và một số đơn vị đã có hàng loạt sai phạm biến kết quả nghiên cứu về kit test COVID-19 từ tài sản nhà nước thành tài sản tư nhân. Công ty Việt Á sau đó sản xuất hơn 8,7 triệu kit test, nâng khống giá nguyên liệu đầu vào rồi bán cho các đơn vị cơ sở y tế trên khắp cả nước, thu lợi bất chính hơn 1.235 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty Việt Á cũng đã chi hàng chục tỷ đồng cảm ơn một số quan chức đã đưa ra quyết định trái pháp luật và chi phần trăm ngoài hợp đồng cho lãnh đạo các đơn vị. Tổng số tiền cũng lên tới cả chục tỷ đồng. Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi và tích cực khắc phục số tiền hưởng lợi. Cụ thể, trước khi hầu tòa, các bị cáo đã nộp hơn 77 tỷ đồng và 2,65 triệu đô la Mỹ. Nhìn lại từ vụ án Việt Á, chúng ta thấy rằng công tác kiểm tra, giám sát quyền lực là rất quan trọng. Một khi bị buông lỏng, quyền lực đã bị lạm dụng, tạo kẽ hở để những hành vi bất chính có cơ hội nảy nở và tác oai tác quái, gây ra nhiều hệ lụy cho công cuộc chống dịch, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước và nhân dân trong cơn khốn khó, hoảng loạn và chết chóc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ, quyền lực có tính hai mặt, quyền lực nếu được sử dụng đúng đắn sẽ có sức mạnh to lớn để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Ngược lại, nếu bị thoái hóa biến chất thì quyền lực sẽ có tác hại ghê gớm, thậm chí có thể làm sụp đổ cả chế độ xã hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ, đội ngũ cán bộ công chức được trao những quyền hạn nhất định, nhân danh quyền lực nhà nước để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân doanh nghiệp. Việc nắm giữ tổ chức và thực thi quyền lực một cách hiệu quả sẽ là điều kiện để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, mang lại hạnh phúc và nhiều lợi ích nhất cho nhà nước, xã hội và nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình nắm giữ, tổ chức và thực hiện quyền lực thường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khác nhau như tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lạm quyền, có thể dẫn tới tác động tiêu cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước,
xâm hại đến lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Không dừng lại ở nguy cơ tiềm ẩn, mà nhiều nguy cơ trong quá trình thực thi quyền lực đã phát sinh trên thực tế thành tệ quan liêu, nạn tham nhũng tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín danh dự của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan nhà nước, làm suy giảm hiệu lực hiệu quả của bộ máy nhà nước, gây hậu quả xấu đến công cuộc xây dựng đất nước, đời sống của nhân dân. Qua vụ Việt Á, một lần nữa chúng ta thấy rằng quyền lực khi không được kiểm soát đã có tác hại ghê gớm như thế nào. Trong vòng xoáy kim tiền của Việt Á, ít nhất 3 người từng là ủy viên Trung ương bị khai trừ ra khỏi đảng, bị khởi tố là ông Nguyễn Thanh Long, ông Chu Ngọc Anh và cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Đó là chưa kể, gần 100 bị can khác từng là cán bộ cấp vụ thuộc bộ, lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo CDC nhiều tỉnh, thành phố, thư ký phó thủ tướng cũng phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật và tòa án lương tâm. Khi đã tiếp tay cho Việt Á làm mưa làm gió trên thị trường mua bán hơn 8,3 triệu bộ kit test COVID-19 với giá trên trời, trục lợi bất chính giữa những ngày đất nước phải vật vã với công cuộc chống dịch. Hàng nghìn gia đình rơi vào cảnh mất mát người thân mà không được nhìn nhau lần cuối. Ở đại án Việt Á, điều dễ thấy nhất là các cựu Bộ trưởng Y tế, Khoa học và Công nghệ đã sử dụng quyền lực được giao một cách tùy tiện để tiếp tay cho Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, chiếm đoạt công trình nghiên cứu khoa học của nhà nước, nâng giá kit test lên gấp nhiều lần, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 400 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng. Tất nhiên, không có sự xiên xẹo nào của quan chức là vô tư. Những túi quà chứa đô la Mỹ mà Việt Á mang đến phòng làm việc và nhà riêng của các quan chức đã bẻ cong các quy định pháp luật, quy chế làm việc và đạo đức công vụ. Người dân tự hỏi vì sao những hành vi phạm tội động trời như vậy dễ dàng được thực hiện mà không được kiểm soát, không được ngăn chặn kịp thời. Trong khi, chúng ta đâu phải thiếu các quy định, cơ chế, tổ chức giám sát. Rõ ràng khi mọi thứ thiếu minh bạch, khi quyền lực của người đứng đầu không được kiểm soát, thì quyền lực ấy dễ bị lạm dụng, thao hóa, biến công quyền thành tư quyền để mưu cầu lợi ích cho cá nhân, phe nhóm. Khi các quan chức chọn cách dùng quyền lực để đổi lấy đô la, thì chuyện họ bị những kẻ có tiền như Phan Quốc Việt nắm thóp là đương nhiên và các quy định cơ chế giám sát lúc đó đã bị vô hiệu hóa. Cuối tháng 1 năm 2021, các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và Phạm Xuân Thăng trở thành ủy viên Trung ương, sau đó được bố trí vào những vị trí lãnh đạo quan trọng và ngã ngựa chỉ một năm sau đó. Tuy nhiên, sự tha hóa của họ thì đâu phải chỉ trong một ngày, hai ngày, khi đây là những cán bộ đã qua nhiều vị trí công tác, qua nhiều vòng lựa chọn, đánh giá, bổ nhiệm. Quá nửa nhiệm kỳ đã qua, cũng là lúc chúng ta bắt tay vào giới thiệu, chuẩn bị quy hoạch nhân sự ủy viên Trung ương cho nhiệm kỳ 14. Thế nên, việc 17 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật, có những người bị khởi tố chỉ trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 của Đảng, gồm cả 3 cựu ủy viên Trung ương trong vụ Việt Á, cần được thẳng thắn nhìn nhận như những bài học kinh nghiệm sâu sắc và đớn đau, để các cấp có thẩm quyền tìm được cho Đảng những cán bộ thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, có tố chất lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược, có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân vì nước. Hay nói cách khác, đó phải là những cán bộ có tinh thần dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo, dám hy sinh, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung và có bàn tay sạch. Muốn vậy, điều cần nhất lúc này là cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo ở địa phương, đặc biệt là người đứng đầu phải thực sự nêu cao trách nhiệm trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch để có thể nhìn rõ tiềm năng phát triển của cán bộ mà giới thiệu cho đảng. Cần có cơ chế khuyến khích, khen thưởng cho tập thể cá nhân nếu giới thiệu được nhân sự tốt vào Trung ương. Ngược lại, sẽ bị xử lý kỷ luật nếu vì phe cánh mà giới thiệu vào Trung ương những người có biểu hiện suy thoái tham nhũng cơ hội chính trị. Lịch sử từng ghi nhận nhiều nhân tài của đất nước được phát hiện, tiến cử và đã trở thành những bậc hiền tài, lương đống của quốc gia. Họ được tiến cử bởi những người có tâm vì sự nghiệp chung và đã bộc lộ tài năng nổi trội khi có điều kiện thử thách qua thực tế, đóng góp xứng đáng cho dân, cho nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, chỉnh đốn đảng phải gắn liền với chỉnh đốn công tác cán bộ, bởi cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy, thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là người đem chính sách của chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân. Nếu cán bộ dở, thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được.
Do đó, làm tốt việc giới thiệu, quy hoạch cán bộ vào Trung ương là bước chuẩn bị quan trọng, trách nhiệm để khóa 14 Đảng ta có đội ngũ cán bộ lãnh đạo xứng tầm, nhiệm vụ mà đất nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Một trong những chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc lựa chọn cán bộ cho Ban chấp hành Trung ương khóa 14 là những người có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng gương mẫu, được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, cán bộ còn phải có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy với công việc, bản thân không tham nhũng, tham liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực, không để vợ chồng con người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi. Có trí tuệ tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện, có năng lực sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, rõ rệt, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Tổng Bí thư nhấn mạnh nói tóm lại là phải vừa có đức vừa có tài. Trong đó, đức là gốc, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng công tác cán bộ nói chung và công tác nhân sự đại hội nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhưng cũng cực kỳ phức tạp, khó khăn vì nó liên quan đến con người, là công tác con người. Nhưng con người cũng có đủ thứ chứng tật không lành mạnh, nói ra rất tế nhị, nhạy cảm. Như nhận xét, đánh giá nhau thế nào, nhất là nói về nhược điểm, khuyết điểm của nhau, bố trí sắp xếp vào đâu, liên quan đến danh dự, chế độ, chính sách hưởng thụ, chức vụ cao thấp, lợi ích bổng lộc, so sánh với người khác thế nào. Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng thì lộn gan lên đầu. Vấn đề này vô cùng phức tạp, nhạy cảm, rất dễ phát sinh vấn đề, tâm tư dày dứt, gây mất đoàn kết, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Vì vậy, công tác nhân sự đại hội phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, đảm bảo thật sự công tâm, thật sự trong sáng, khách quan. Đặc biệt phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn, lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo chủ yếu. Theo thông tin mới nhất, dự kiến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ bắt đầu ngày 20 tháng 5 và kết thúc ngày 28 tháng 6 tại Hà Nội, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Ngày 9 tháng 5, phát biểu trong cuộc họp giao ban của lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp Quốc hội sắp tới có nhiều nội dung quan trọng. Theo dự kiến, kỳ họp lần này sẽ thông qua 10 dự thảo luật, 3 dự thảo nghị quyết, 10 dự án luật bàn lần đầu để cho ý kiến. Tới nay, Quốc hội khóa 15 của Việt Nam đã trải qua 6 kỳ họp thường kỳ và 7 kỳ họp bất thường. Hai kỳ họp bất thường gần nhất vào ngày 21 tháng 3 và mùng 2 tháng 5 có nội dung chính là miễn nhiệm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Bên cạnh các nội dung trên, bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội có thể là hai nội dung quan trọng nữa của kỳ họp sắp tới đây. Hiện bà Nguyễn Thị Ánh Xuân đang đảm nhiệm quyền Chủ tịch nước, còn ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đang được phân công điều hành Quốc hội. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội là một kỳ họp quan trọng với nhiều nội dung trọng đại. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn là vô cùng cần thiết để đảm bảo kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần vào công cuộc xây dựng pháp luật và giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nước. Quý vị và các bạn có nhận xét như thế nào về vấn đề này? Hãy chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày. Kính mong quý vị và các bạn cùng theo dõi!